Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là bản tin của hãng thông tấn AFP. Hàng ngàn binh sĩ thủy quân lục chiến và hải quân của Hoa Kỳ đã tới vùng Hồng Hải sau khi có những căng thẳng với Iran. Trên 3.000 binh sĩ của Hoa Kỳ đã tới à, khu vực của Hồng Hải trên hai chiếc tàu chiến một phần trong việc à, khai triển mới ở cái khu vực ở tại đây khi mà có sự gọi là tịch thu và tấn công cũng như là bắt giữ các tàu tàu dầu của Iran theo tường trình của giới hải quân Hoa Kỳ đưa ra vào ngày thứ hai các binh sĩ hải quân và các thủy quân lục chiến đã bước vào Hồng Hải vào ngày Chủ nhật sau khi mà họ chuyển qua cái kênh đầu Su và loan báo về việc khai triển này để cũng hạm đội của Hoa Kỳ ở tại đây đã đưa ra trong một bản statement. Họ nằm trên hai chiếc tàu của Hoa Kỳ là USS Bataan và USS Carter Hall. Hai chiếc tàu chiến này được xem là gia tăng khả năng hàng hải của Hoa Kỳ tại khu vực này cũng như là đệ ngũ hạm đội. Phía lực lượng quân sự Hoa Kỳ cho biết là Iran trong thời gian gần đây đã tìm cách gọi là bắt giữ một số tàu dầu và ít nhất đã có 20 chiếc tàu dầu băng ngang qua khu vực này bị họ bắt giữ hoặc là sách nhiễu trong vòng 2 năm qua. Và chiếc USS Batan cùng với lại một chiếc uh, vận dương hạm đổ bộ đã bắt đầu có cái uh, uh, hoạt động ở tại đây sau khi mà họ nói rằng là kia uh, uh, các cái cuộc tập trận ở đây và các cuộc diễn uh, diễn ở đây nhằm mục đích tăng cường khả năng kiểm chế trong đó thì chiếc USS Carter được xem là một chiếc uh, tàu có cái mức cập bến và di chuyển cũng như vận dương hạm để mà đổ bộ các thủy quân lục chiến cũng như uh, các uh, vật dụng của họ lên tất tất cả các cái vùng đất liền hoặc là các bờ biển đây là những cái uh, hoạt động mới về tăng cường khả năng của chúng tôi, tăng cường khả năng kềm chế ở khu vực giữa lúc đang có căng thẳng với Iran, đang tách nhiễu và bắt giữ một số những tàu uh, di chuyển qua khu vực này. Phát ngôn viên của đại ngũ hạm đội là chỉ huy của tên là Tim Hawkins đã nói với hãng thông tấn AP. Và việc khai triển này diễn ra sau khi Washington cho biết là đã có tình trạng ở Iran đe dọa và đòi bắt giữ một số những tàu di chuyển ở khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, một phái đoàn Hạ viện của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi đảng Dân Chủ đã tới viếng thăm Do Thái và khu vực đã chiếm đóng vùng Tây Ngoạn trong tuần này. Ít nhất là có hơn 20 thành viên của đảng Dân Chủ tại Hạ viện của Hoa Kỳ sẽ viếng thăm Do Thái ở khu vực vùng Tây Ngạn, nơi mà Do Thái đã chiếm đóng trong tuần này để thảo luận về cái giải pháp gọi là hai quốc gia nằm trên vùng lãnh thổ này, cũng như là vấn đề cải tổ về tư pháp của Do Thái cùng với một số vấn đề khác người đứng đầu trong đảng dân chủ là chủ tịch khối thiểu số tại hạ viện là ông cha Haki Jeffrey cùng với lại các uh, dân biểu khác là Stanley Hoyer cô uh, dẫn đầu một phái đoàn gồm 24 thành viên của đảng dân chủ ở tại hạ viện đến để thảo luận về vấn đề cực đoan và vấn đề khả năng nguyên tử của Iran. Ông Jeffrey đã cho đưa đưa ra một bản statement vào ngày chủ nhật và trong khi đó thì ông Joe Biden vẫn tiếp tục ủng hộ cho cái gọi là một giải pháp của hai quốc gia gồm có Do Thái và Palestine trên vùng đất này đảng dân chủ dường như là chiếm thiểu số ở hạ viện và họ đã chiếm thiểu đa số ở trên sàn của thượng viện hiện nay thì do thái và khu vực ở vùng tây ngạn các thành viên đang có những cuộc đối thoại gặp gỡ cao cấp với lãnh đạo của do thái và palestine và cuộc gặp gỡ này sẽ bao gồm luôn các nhà hoạt động nhân quyền tại đây và trong đó chúng tôi sẽ gia tăng tìm nhấn mạnh cái tiềm năng quan trọng về an ninh ở khu vực đó là lời phát biểu trong bản statement đưa ra. Tây ngạn vốn là vùng đất mà người Palestine đang chuẩn bị thành lập một quốc gia của họ trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ và Do Thái. Tuy nhiên thì việc này đã xảy ra hơn một thập niên trước đây sau khi mà nó đã có những cái cuộc bạo động diễn ra tại đây. Phái đoàn của Đảng Dân Chủ sẽ có mặt ở đây trong tuần này giữa lúc đang có tình trạng bạo động diễn ra ở tại khu vực vùng Tây Ngạn, nơi mà lực lượng Do Thái vẫn tiếp tục đột kích vào các cái trại tị nạn của Palestine, cũng như một số dân quân Palestine đã mở các cuộc tấn công vào lực lượng Do Thái. Đây được xem là chuyến quyến thăm khá quan trọng của phái đoàn Hoa Kỳ tới Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay Ukraine cáo buộc là Nga sử dụng những cái báo cáo giả để có à, tấn công từ Belarus và trong đó gần như là muốn lôi kéo Belarus vào trong cái cuộc chiến giữa Nga và của Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì phía của Ukraine đã lên tiếng và cáo buộc rằng là phía của Nga đã cố tình đưa ra những báo động giả về việc một nhà máy lọc dầu của Belarus đã bị tấn công bởi à, lực lượng của Ukraine và trong đó phía ukraine cho rằng nga đã đưa tin giả này mục đích là lôi kéo belarus vào trong cuộc chiến của nga và ukraine giữa lúc mà ông tổng thống của belarus là alexander lukashenko cho biết rằng là ông đang điều tra về tình trạng gọi là có một cái nhà máy lọc dầu của belarus đã bị tấn công ông này được xem là một đồng minh thân cận của à, vladimir putin và được xem là một nhân vật đã cho phép lực lượng của nga dùng lãnh thổ của Belarus để mở cuộc tấn công vào Ukraine vào hồi tháng 2, lo ngại giữa khối Tây Phương và ông Lukashenko sau khi mà ông đã đồng ý cho phép nhóm lính đánh thuê Wagner đã rời khỏi nước Nga và đến Belarus cũng như là huấn luyện cho binh sĩ của Belarus. Trong khi đó, thì thành viên của Liên minh NATO là Ba Lan lên tiếng cảnh cáo rằng đang có những đe dọa trầm trọng ở khu vực này bởi những chiến binh này nằm cách biên giới của Ba Lan chỉ có vài km. Lực lượng được xem là mật vụ của Ukraine đã lên và cáo buộc Nga đang chuẩn bị đưa ra những cái tin tức giả liên quan tới việc tấn công vào một cái nhà máy lọc dầu có tên là Mozia và cáo buộc rằng đây là một trong những cái chiến dịch tung tin của Nga nhằm lôi kéo Belarus vào trong một cái cuộc chiến mới. Đây được xem là lời cáo buộc mới nhất của Ukraine đưa ra ngay sau khi mà lực lượng lính đánh thuê của Nga là Wagner đang có mặt tại Belarus để huấn luyện cho lực lượng đặc nhiệm của Belarus. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Nga và Ukraine ngày hôm nay, Nga đã bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công mới vào lãnh thổ của Ukraine. Phía Ukraine cho biết là Nga đã dội bom hàng loạt vào một số những cái trung tâm ở Ukraine và các mặt trận tiền tuyến cùng với lại các cuộc không tập vào ban đêm giữa lúc mà Moscow tuyên bố là họ sẽ trả đũa cho vụ tấn công ở vùng Hắc Hải vào tuần trước. Cả hai quốc gia đã gia tăng các cuộc tấn công lẫn nhau ở tại nhiều khu vực khác nhau và trong đó gần như là họ đã bắt đầu có cái sự gọi là đối đầu về các hạ tầng cơ sở giữa lúc mà Ukraine đang tìm cách đẩy lùi lực lượng của Nga ở phía nam cũng như là ở phía đông của Ukraine sau khi mà quốc gia này đã bị xâm chiếm hồi năm ngoái. Phía Moscow đã bổ nhiệm một nhân vật mới lãnh đạo của khu vực Crimea và tìm cách trả đũa cho việc tấn công vào cây cầu có tên là John ha ở tại bán đảo này và trong đó họ vốn xác nhập từ năm 2014 và việc mà tấn công này đã gây thiệt hại cho cái cầu nói trên và cũng như là các cái đoạn đường liên lạc giữa Nga và của Crimea đang bị hư hại sau khi có các cuộc tấn công từ phía của Ukraine. Phía Moscow cho biết như trên và hiện nay gần như là các cái hệ thống di chuyển xung quanh cây cầu thứ ba liên lạc giữa nga và và crimea đã bị à, ngưng lại sau khi có hàng loạt các vụ nổ diễn ra tại đây và phía nga cho biết là họ sẽ trả đũa trong vòng 24 tiếng đồng hồ cuộc tấn công của Nga vào khu vực phía nam của Ukraine và nhắm vào các cái bến cảng ở khu vực vùng Hắc Hải, nhắm vào các hạ tầng cơ sở và các kho chứa lương thực đã khiến cho phía Ukraine lên tiếng cáo buộc là Nga đang sử dụng cái khu vực hạ tầng cơ sở này như một cái thứ blackmail, tức là tống tống tiền. Và trong đó thì phía của Nga cho biết là họ sẽ trả đũa tất cả những cái cuộc tấn công đang diễn ra ở tại khu vực phía nam của Ukraine và kể cả phía đông của Ukraine. Đây được xem là một trong những cái tin tức mới nhất liên quan tới chiến sự của Nga và Ukraine. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày, ngày hôm nay thì đầu tiên hết là bản tin khá quan trọng là lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã cho khai triển ít nhất là 4 chiếc khu trục hạm tới khu vực Alaska sau khi một đội tàu của cả Nga và Trung Quốc xuất hiện tại khu vực này. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã cho khai tuyển 4 chiếc khu trục hạm cùng với là một chiếc giám sát cơ có tên là PX Poseidon ở tại khu vực Alaska sau khi phát hiện ra một đội gồm 11 chiếc tàu của Nga và Trung Quốc đã tiếp cận gần bờ biển Alaska trong tuần này và một điều chưa từng có khi có hoạt động của các lực lượng gọi là hải quân của ngoại quốc thượng nghị sĩ dan sullivan của đảng cộng hòa tại alaska đã lên tiếng và cho biết rằng việc này đã diễn ra trong vài ngày qua và khi ông nói chuyện với tờ wall street journal cho biết thì à họ đã tiếp cận gần cái đảo gọi là allusion một trong những cái đảo nằm trên lãnh thổ của alaska và chưa có xâm phạm vào lãnh hải của hoa kỳ và họ đã rời khỏi tuy nhiên thì phát ngôn viên của bộ chỉ huy ở khu vực phía bắc của hoa kỳ đã nói với tờ wall street journal là hiện nay họ vẫn chưa thấy là cái sự gọi là xuất hiện này mang tính chất đe dọa với hoa kỳ đầu tiên đây là điều chưa từng có và xảy ra tại alaska tuy nhiên Hoa kỳ đã nhìn thấy được 11 chiếc tàu được điều khiển bởi phía Trung Quốc và phía của Nga gia tăng làm việc chung với nhau và họ đang uh, di chuyển trên cái khu vực được xem là tự do hàng hải và chưa có đi vào trong cái, cái uh, lãnh hải của Alaska. Phía tòa đại sứ của Nga ở tại Washington DC đã không lên tiếng cho biết điều này. Tuy nhiên thì. Uh, Tòa Đại sứ Trung Quốc cho rằng đây là cái hợp tác bình thường giữa Trung Quốc và của Nga trong hoạt động về hàng hải và hải quân của họ trong những thời gian gần đây đã có những cuộc tập trận chung ở bờ biển phía Tây và phía Bắc của Thái Bình Dương. Theo tường trình của phát ngôn viên Tòa Đại sứ Trung Quốc là Liu Pengyu đã nói với tờ Wall Street Journal và hành động này không nhắm mục tiêu vào bất kỳ một quốc gia thứ ba nào và nó cũng không có vi phạm bất kỳ một cái gọi là quy tắc nào của quốc tế. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ đã khai triển ít nhất là 4 chiếc khu trục hạm, trong đó gồm có chiếc USS John McCain, USS Benford, USS John Finn và chiếc USS Chung Hun đã có mặt ở tại khu vực này, cùng với lại một chiếc giám sát cơ là chiếc PF Poseidon Việc này đã nhắc lại năm 2022 vào tháng 9 thì có 7 chiếc tàu của Nga và Trung Quốc cũng đã tiến gần tới khu vực của đảo Alushan và trong đó gần như là lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ đã phải đưa thuyền của họ ra để mà đối phó với tình trạng gọi là gây căng thẳng này. Đây được xem là một trong những hoạt động mới nhất mà Nga dọn đường cho Trung Quốc bắt đầu có những cái gây ảnh hưởng trên khu vực vùng Bắc Cực. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu tổng thống Trump đã lên tiếng và kêu gọi bà chánh án trong cái bản cáo trạng mới nhất là phải rút lui bởi vì bà ta có những cái gọi là conflict và interest tức là những mâu thuẫn về quyền lợi. Cựu tổng thống Trump trong ngày chủ nhật lên tiếng cho biết là ông sẽ không có một phiên tòa công bằng tại Washington DC dưới bà tòa hiện nay sau khi mà bà này bị cáo buộc là đã có những cái hành động thiên vị. Bà tòa có tên là Tanya Tan, Tan, uh, Chukhan. Khan vốn là một người đã được ông Obama bổ nhiệm và là một người quyên góp lâu lâu đời cho đảng Dân Chủ. Bà đồng thời cũng làm việc với một công ty luật đã từng thuê mướn bởi con trai của ông Joe Biden là Hunter Biden. Và bên cạnh đó, bà đã đưa ra những cái án tối đa dành cho những người biểu tình liên quan tới cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 năm 2021. Và trên trang True Social, cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng và nói rằng toán pháp lý của ông đã yêu cầu bà Chu cần là phải à, à, rút ra khỏi cái vụ án này bởi vì bà ta sẽ không có một thái độ công bằng trong vấn đề mà xét xử và bà ta tôi sẽ không có một cái phiên tòa công bằng à, với một bà người, người quan tòa đã được bổ nhiệm bởi Obama và bà này đã có một cái khuynh hướng của Đảng dân chủ và gần như là có một cái khuynh hướng đã kích tất cả những người bảo thủ. Ông Trump đã viết trên trang Tu của ông, mọi người đều biết là bà ta là ai và bà ta có những cái thái độ như thế nào chúng tôi yêu cầu ngay lập tức là phải đưa bà này ra khỏi vụ án trên để có một cái phiên xử công bằng hoặc là phải dời cái phiên tòa này ra khỏi Washington DC. Ông Trump đã không tuyên bố à, đã tuyên bố là sẽ không thừa nhận bất kỳ một cáo trạng nào do phía bộ tư pháp đưa ra liên quan tới việc nói rằng ông lật đổ kết quả bầu cử năm 2020 và bà Chu Canh 61 tuổi à, vẫn chưa lên tiếng về cái à, lời khiếu nại của toán pháp lý của ông Trump tuy nhiên thì bà này được xem là một nhân vật cực tả và bà ta ủng hộ cho phong trào Black Lives Matter cũng như bà ta là một nhà quyên góp lâu đời cho đảng Dân Chủ. Bên cạnh đó thì bà ta đã đưa ra những cáo trạng rất nặng nề đối với lại những người đã can dự vào cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 năm 2021 mà theo đó Bộ Tư pháp truy tố tội không cao nhưng bà ta đã dến án cao nhất dành cho những người này. Đây được xem là một trong những cái phản ứng khá mạnh của cựu Tổng thống Trump đối với lại bà tòa đặc trách về cái vụ án mà gọi là khởi kiện ông về lật đổ kết quả bầu cử cùng một lượt trong ngày hôm nay thì uh, Super PAC của cựu tổng thống Trump đã bắt đầu tung quảng cáo nhắm vào những mối quan hệ của Joe Biden với Trung Quốc và của Ukraine. Một trong những nhỏ, cái uh, tổ chức Super PAC ủng hộ cho quỹ tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump có tên gọi là Make America Crack Again Incorporation loan báo vào ngày chủ nhật là họ đã có những cái mẫu quảng cáo đầu tiên nhắm mục tiêu và mối quan hệ của con trai ông Joe Biden là Hunter Biden và Joe Biden với mối quan hệ của họ với Nga và Ukraine với uh, Ukraine và Trung Quốc. Đây là một trong những cái âm mưu và trong đó rõ ràng họ đã có những cái thông tin gây thiệt hại và ông Joe Biden sẽ không thành công. Bắt đầu từ ngày mai trên Fox News, CNN và Newsmax sẽ cho quảng cáo 60 giây với một cái tựa đề Hey Joe và trong đó à, bắt đầu với những cái công tố viên đã điều tra về tình trạng mà joe biden và gia đình của ông ta đã pha có nghi ngờ về tội tham nhũng và cái à, mẫu quảng cáo này sẽ nhắm vào việc mà ông joe với cái giọng nói là làm cách nào bộ tư pháp được theo ông trump và họ không có họ che đậy cho gia đình của ông à, cái Hunter laptop vâng và nó là một cái hành động kiểm duyệt và chúng tôi đã biết được cái laptop là câu chuyện sự thật và nó không phải chỉ là những hình ảnh à, say xỉn và ghiền ma túy của chờ Hunter Biden. và trong cái mẫu quảng cáo này nói du là joe à cuối đã đã làm cho đất nước này trở nên nghèo đói hơn và gần như là đã, đã khiến cho người trong tòa bạch ốc trở thành triệu phú và come on joe tất cả những điều này có phải là tham nhũng hay không. Đây được xem là một trong những cái mẫu quảng cáo mà nhóm Superbass là Make American Crack Again sẽ tung lên tất cả các hệ thống truyền thông trong tuần này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, đánh dấu chuẩn bị ngày 15 tây tháng 8 sắp tới đây là cái biến cố tưởng niệm về cái trái bom ở Hiroshima và Nagasaki. Thủ tướng của Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng đe dọa nguyên tử từ phía của Nga. Nhật Bản trong ngày chủ nhật chuẩn bị đánh dấu năm thứ 78 mà Hoa Kỳ đã đánh bom vào Hiroshima, nơi mà thị trưởng đã thúc giục là thúc giục à, là phải chấm dứt tình trạng đe dọa về nguyên tử và kêu gọi khối G7 là phải có một cái hành động tích cực hơn. Lời phát biểu này đưa ra giữa lúc mà phía nước Nhật đang chuẩn bị cho một cái buổi lễ tưởng niệm quan trọng đánh dấu năm thứ 78 khi mà Nhật đã nhận trái bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Ba ngày sau đó là tháng 9 ngày, 8, ngày 9 tây tháng 8 năm 1945 và khiến cho nước Nhật đầu hàng vô điều kiện. Đồng thời trong việc này thì thủ tướng của Nhật Bản là ông Fumio Kishida là người đã và chủ trì cho cái phiên họp của khối G7 ở thành phố phía tây tức là ở Hiroshima trước đây và trong đó họ cam kết là phải tìm cách giải giới hoặc là giới hạn tất cả các hoạt động về nguyên tử. Trong ngày chủ nhật tuần này, đúng 8 giờ 15 phút thì cái thời gian mà trái bom rớt xuống 50.000 người sẽ có mặt ở tại khu vực này và họ sẽ dừng xe lại theo cái uh, tờ truyền thống và sẽ uh, đứng ra và tưởng niệm tất cả những cái biến cố đã xảy ra cách đây 78 năm và trong đó gần như là phía nước Nhật cho biết rằng là họ là quốc gia duy nhất đã hứng chịu cái tai họa của bom nguyên tử và họ không muốn rằng việc bom nguyên tử sẽ xuất hiện một lần nữa trên trái đất này đây được xem là một trong những cái uh, cuộc tưởng niệm rất quan trọng và gần như là tụ tập đầy đủ tất cả giới chính trị của nhật bản bao gồm luôn đương kim thủ tướng là ông fumio kishida vị thủ tướng này cho biết là sẽ thúc đẩy tất cả các quốc gia đặc biệt là nhắm vào cái lời đe dọa của nga lẫn bắc hàn trong vấn đề gọi là sử dụng nguyên tử trong khi đó thì à, Tổng tư ký của Liên Hợp Quốc là ông Antonio Guterres dự tính là cũng sẽ lên tiếng và ủng hộ cho Nhật Bản trong cái quan điểm là giảm đi tất cả những cái hoạt động về nguyên tử, đặc biệt là nhắm vào việc Trung Quốc đang tìm cách tăng cường cái khả năng đầu đạn nguyên tử của họ từ 350 đầu đạn nguyên tử lên tới 1.500 đầu đạn nguyên tử năm 2035. Đây được xem là một trong những cái uh, cuộc lên tiếng khá quan trọng của Nhật liên quan tới vấn đề của bom nguyên tử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của... Nhật Bản và của thế giới ngày hôm nay và liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay Chủ tịch một tiểu ủy ban đặc trách về vấn đề đối phó với đảng cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng và nói rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục không từ bỏ các hoạt động gián điệp tại Hoa Kỳ. Dân biểu Mike Gallagher, một trong những nhân vật thành viên của tiểu ủy ban đặc trách về vấn đề gọi là đối phó với đảng cộng sản trung quốc trong ngày thứ bảy lên tiếng cảnh cáo là hoa kỳ cần phải có đầy đủ tất cả những biện pháp cần thiết đối phó với tình trạng mà trung quốc đang gia tăng hoạt động hoạt động gián điệp trên lãnh thổ hoa kỳ đảng cộng sản vẫn tiếp tục gia tăng hoạt động về gián điệp chống lại người dân hoa kỳ ông gallagher đã phát biểu trong ngày chủ nhật trên đài truyền hình fox news chúng tôi vẫn đang tiếp tục à, chậm lại tuy nhiên thì chúng ta cần phải có những hoạt động để ngăn chặn tất cả những cái à, hoạt động gián điệp này trên lãnh thổ của Hoa Kỳ lời phát biểu đã được đưa ra sau khi mà đã có cáo buộc là Trung Quốc đã tăng cường rất nhiều những nỗ lực gián điệp trong những tháng gần đây. Đặc biệt, Bộ Tư pháp trong ngày thứ Năm loan báo họ đã bắt giữ ít nhất là hai binh sĩ hải quân của Hoa Kỳ cáo buộc là hoạt động gián điệp cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó, thì vị dân biểu của tiểu bang Wisconsin lên tiếng cảnh báo rằng việc mà gọi là có cái ảnh hưởng rất lớn bởi cơ quan mật vụ của Cộng sản Trung Quốc đối với lại làm việc với một cái tổ chức được xem là vệ tinh của Trung Quốc gọi là United Front Work Department tức là mặt trận thống nhất của à, Trung Quốc đang làm việc ở tại à, các cộng đồng và gần như gây ảnh hưởng tới cộng đồng người Hoa ở tại đây cũng như cộng đồng Á châu và Bắc Kinh đang có hàng loạt các cái chính sách gần như là đe dọa rất là nguy hiểm tới cái lãnh thổ Hoa Kỳ, đặc biệt là sau cái vụ phát hiện các cái trạm cảnh sát hải ngoại của Bắc Kinh ở tại New York, San Francisco và Los Angeles. Hiện nay thì gần như là ông Gallagher lên tiếng và cảnh báo phía chính quyền của Joe Biden là phải tăng cường rất nhiều các cái uh, hành động được xem là phòng chống lại cái uh, việc hoạt động gián điệp của Trung Quốc và trong đó bao gồm luôn cả việc mà Trung Quốc đã sử dụng các hacker để tấn công vào các hạ tầng cơ sở và các cơ sở chính quyền của liên bang. Bên cạnh đó thì ông cũng lên tiếng và cảnh báo với các công ty tài chính của Hoa Kỳ trong đó gồm có công ty Blackrock đang quản trị 22.000 tỷ Mỹ kim trong cái uh, quỹ phân của họ và họ đang đầu tư vào công ty MSCI tức là một công ty sản xuất về chip điện tử của Trung Quốc và điều này đã dẫn tới sự nguy hiểm cho Hoa Kỳ khi mà Bắc Kinh đã sử dụng cái nguồn chip điện tử này để hiện đại hóa tất cả hệ thống quân đội của họ nhằm nhắm vào tất cả những cái hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Anh Quốc đã lên tiếng lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ sử dụng hệ thống xe điện để làm giám sát công dân của họ trong cái hoạt động gián điệp. Chính quyền của Anh Quốc đã lên tiếng lo ngại rằng việc thúc đẩy cái gọi là zero emission, tức là tránh ô nhiễm và không có ô nhiễm bởi các hệ thống xe điện hiện nay đang được Trung Quốc dẫn đầu trong vấn đề hệ thống xe điện có thể sẽ trở thành một cái hoạt động gián điệp mà nhà nước Cộng sản Trung Quốc có thể kiểm soát đối với công dân của của Anh khi mà họ mua xe điện do Trung Quốc sản xuất hoặc là các bình điện do trung quốc sản xuất các vị bộ trưởng đã e ngại rằng kỹ thuật mới này công dân của họ sẽ trở thành mục tiêu thu lượm dữ liệu của cộng sản trung quốc và đặc biệt là sẽ gây tổn thương cho họ khi mà họ mua những chiếc xe điện sản xuất từ trung quốc hoặc là ít nhất những bình điện mà do trung quốc sản xuất và những quốc gia sản xuất giống như Trung Quốc làm cách nào chúng ta có thể tin tưởng rằng là những dữ liệu này nó được giữ tại nước Anh mà nó không có là tiết lộ qua phía Trung Quốc. Đó là một bộ trưởng của Anh đã nói với tờ Telegraph như trên và quý vị thấy rằng những chiếc xe điện và những quốc gia sản xuất xe điện này họ sẵn sàng sử dụng kỹ thuật để làm gián điệp và tại sao họ không làm được ở đây và chúng ta thấy rõ ràng đây là những cái sản phẩm gây gây tiềm năng rất là uh, nguy hiểm và chúng tôi biết được Trung Quốc luôn có một cái đường hướng lâu dài và tăng cường tất cả hoạt động gián điệp của họ từ cái thị trường tiêu thụ cho tới thị trường về chuyên nghiệp và từ E tới B và tại sao chúng ta phải uh, lo lại lo ngại và tại sao chúng ta cần phải có những cái giải pháp cần thiết để đối phó với lại tình trạng xe điện này. Hiện nay việc việc này đã đưa ra sau khi mà anh đã có bắt đầu sự gia tăng hơn một năm ngoái khi mà bắt đầu mua một số những xe điện cản từ Trung Quốc và trong đó gần như là phía Anh đã thúc đẩy cái gọi là sử dụng xe điện nhiều hơn. Đây được xem là một trong những cái lo ngại của giới tình báo Anh và các giới bộ, trợ bộ trưởng nằm trong nội các Anh sau khi mà phát hiện ra mỗi một chủ xe đều phải cung cấp các thông tin cá nhân của họ để điều khiển các nhu liệu trên xe và các nhu liệu này dữ liệu lại được giữ ở các cái công ty sản xuất xe tại Trung Quốc và các cái server của họ. Và điều này không bảo đảm được là nhà nước là các công ty sản xuất xe này sẽ khởi chuyển những thông tin đó cho nhà nước cộng sản Trung Quốc và cả như Trung Quốc có thể nhắm được thông tin của các cư dân và các công dân của anh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của anh và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay lực lượng tuần duyên Philippines đã bị tấn công bởi Trung Quốc bằng vòi rồng ngay trên Biển Đông và ngay trên bãi cạn Second Thomas son tức là một trong những cái bãi mà Việt Nam đặt tên là bãi cỏ mây. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng quân sự Philippines trong ngày Chủ nhật đã lên án gây gắt tàu hải giám của Trung Quốc đã có hành động xúc phạm và tấn công khi sử dụng vòi rồng bắn vào một chiếc tàu cung cấp nhiên liệu của Philippines để cung cấp thực phẩm và nước cho các binh sĩ Philippines ở trên bãi cạn uh, Thomas Second Thomas Swan, tức là một cái bãi cạn nằm ở trên khu vực Trường Sa và căng thẳng đối đầu diễn ra vào ngày thứ bảy ở tại Second Thomas Swan. Trong đó thì uh, phía uh, của Philippines cho biết là chiếc tàu chở các uh, nguyên liệu gồm có thực phẩm và nước uống của họ đang di chuyển với sự bảo vệ của tàu tuần duyên thì ngay lập tức tàu của trung quốc là uh, chiếc tàu hải giám trung quốc đã chặn ngang đầu và trong đó tiếp cận gần các chiếc tàu này và họ đã sử dụng cái uh, hệ thống vòi rồng để bắn vào và ngăn chặn hai chiếc tàu của philippines ở trên bãi cạn này và trong đó gần như là gây khó khăn cho lực lượng tuần duyên của philippines hành động này được xem là một cái hành động gây hấn một cách uh, hung hăng và đã bị chỉ trích bởi cộng đồng quốc tế hoa kỳ đã lên án gây gắt cái hành động này và nói rằng hoa kỳ sẽ giành quyền bảo vệ cho philippines nếu như mà tiếp tục có những cái hành động gọi là đe dọa tới cái uh, tại các binh sĩ à, tuần duyên của Philippines và trong đó họ nói rằng họ sẽ trang bị tất cả những vũ trang cần thiết bao gồm luôn các hoạt động với lại lực lượng tuần duyên của Philippines ở trên khu vực Trường Sa. Trong khi đó thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra một bản statement và nói rằng việc mà sử dụng các cái vòi rồng này là một hành động ngăn chặn một cách thiếu an toàn và tàu của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã ngăn đã ngăn ngang và cản trở phía Philippines đang hoạt động trên vùng biển của họ và đây được xem là một hành động gây nguy hiểm cho lực lượng tuần duyên của Philippines và các chiếc tàu của Philippines. Ngay lập tức thì Úc cũng đã lên tiếng và chỉ trích khá nặng nề cái hành động này của phía uh, Trung Quốc trong đó úc lên tiếng và lên án nói rằng đây là hành động không thể chấp nhận được khi mà sử dụng tất cả những cái hành động những cái uh, gọi là hành động uh, gọi là bạo lực ở trên mặt biển và phía philippines nói rằng họ đã cho triệu hồi đại sứ của trung quốc để đưa lời phản đối này và philippines sẽ giành quyền bảo vệ cho chủ quyền của họ ở trên khu vực quần đảo trường sa đây được xem là cuộc đối đầu gay gắt giữa Philippines và của Trung Quốc ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố là sẽ làm việc với các quốc gia ở khu vực để mà đạt tới cái quy tắc COC tức là Code of Conduct hay còn gọi là quy tắc ứng xử trên mặt biển đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Á châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, Á châu có tới 5 quốc gia nằm trong nhóm số 7 quốc gia có cái lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới, trong khi đó Singapore đứng hàng thứ 24 trong một bản báo cáo mới nhất từ cái uh, tổ chức gọi là World Directory of Modern Military Warship, tức là uh, cái uh, vấn đề hiện đại hóa tất cả các cái lực lượng tàu chiến quân sự thì trong cái bản uh, báo cáo này cho thấy rằng là có tới 5 trong số 7 quốc gia của Á Châu đã đứng đầu thế giới. Người đứng hàng thứ 25 là Brazil có tổng cộng là 46 cái đơn vị tàu chiến, đứng 24 là Singapore và đứng 23 là Canada, đứng thứ 22 là Hy Lạp, đứng thứ 21 là Thái Lan, đứng thứ 20 là Úc, đứng thứ 19 là Iran, đứng thứ 18 là Đức, đứng thứ 17 là Tây Ban Nha, đứng thứ 16 là Bangladesh, đứng thứ 15 là Algeria và đứng thứ 14 là Bắc Hàn, đứng thứ 13 là Ai Cập, đứng thứ 12 là Đài Loan. Đứng thứ 11 là Ý, đứng thứ 10 là Thổ Nhĩ Kỳ, đứng thứ 9 là lực lượng hải quân của Anh và đứng thứ 8 là lực lượng hải quân của Pháp, đứng thứ 7 là lực lượng hải quân của Ấn Độ, đứng thứ 6 là lực lượng hải quân của Nhật Bản, đứng thứ 5 là lực lượng hải quân của Nam Hàn và đứng thứ 4 là lực lượng hải quân của Indonesia đứng thứ ba là lực lượng hải quân của Nga, đứng thứ hai là lực lượng hải quân của Trung Quốc và cuối cùng đứng đầu thế giới vẫn là lực lượng hải quân của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất đã được đăng ở trên tờ South China Morning Post. Trong đó cho thấy rằng là lực lượng Hoa Kỳ vẫn đứng đầu trong số 25 quốc gia có lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới và Trung Quốc đứng hàng thứ ba, thứ hai, Nga đứng hàng thứ ba và Indonesia đứng hàng thứ tư và trong đó Nhật đứng hàng thứ sáu đó là bản báo cáo mới nhất từ cái tổ chức gọi là Hải quân quốc tế đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Trung Quốc ngày hôm nay Tổng thống của Nam Phi là ông Ramat Fosa tuyên bố là Tập Cận Bình sẽ viếng thăm Nam Phi vào ngày 22 tây tháng 8. Bản tin mới nhất cho biết, Tổng thống của Nam Phi là ông Ramat Fosa nói rằng ông sẽ đón tiếp ông chủ tịch nhà nước Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này bản báo cáo nói rằng ông tập cận bình sẽ tới thủ đô của à, nam phi là victoria vào ngày 22 tây tháng 8 trong một bản tách minh thì ông à, à, ramad bofosa đã đưa ra như trên và chuyến viếng thăm này được xem là chuyến viếng thăm quan trọng thắt chặt cái mối quan hệ giữa nam phi và của trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Đài Loan đã bắt đầu thực hiện các cái chiến dịch cần thiết để đối phó với tiềm năng đe dọa từ Trung Quốc. Bản tin từ Đài Bắc cho biết để đối phó với tình trạng đe dọa từ Trung Quốc thì Đài Loan sẽ sẵn sàng đưa ít nhất là 5.000 cảnh sát gọi là giả chiến của họ ở thủ đô Đài Bắc để bảo vệ cho thủ đô Đài Bắc trong cái tháng Giêng năm 2024 đề phòng Bắc Kinh có những cái hành động bất ngờ trong cái mùa bầu cử. Bản tin mới nhất từ ở phía Đài Loan cho biết thì các lực lượng gọi là cảnh sát giả chiến này sẽ làm việc chung với các lãnh đạo quân sự và các lực lượng ở công lực ở địa phương để kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của Đài Loan trước cái cuộc bầu cử tổng thống sắp sửa diễn ra và đặc biệt là xung quanh phủ tổng thống sẽ được trang bị rất nhiều và bản kế hoạch này được cho biết là sẽ gia tăng lên 10.000 binh sĩ cảnh cảnh sát giả chiến ở tại thành thủ đô Đài Bắc trong cái giai đoạn được xem là có cái cuộc bầu cử đầy nhạy cảm tại Đài Loan và trong đó gồm luôn các đơn vị tác chiến khác của những đơn vị khác bao gồm cả đơn vị pháo kích của lục quân, đơn vị hỏa tiễn cũng như là một số những đơn vị được xem là lục quân của Đài Loan cũng sẽ được khai triển ở trên cái khu vực ở xung quanh thủ đô Đài Bắc giữa lúc mà Bắc Kinh đang có những hành động đe dọa tới đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin tài sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này và bây giờ như thường lệ chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì cho phép phong được cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel tạp chí đầu tiên của người Việt hải ngoại chuyên về tin tức quốc phòng ở Á Châu Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương những cuộc tập trận những cuộc đối đầu và những biến cố xảy ra tại đây sẽ được ghi nhận đầy đủ trên tạp chí quốc phòng của TNP số ra mỗi tháng trang màu rất đẹp và đầy đủ hình ảnh chi tiết cho quý vị. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều. Và quý vị nào mà muốn mua các thiết bị điện tử, các cái giường nệm chống đau rưng hay là những ghế spa của Nhật Bản rất danh tiếng thì quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại nằm ngay trên màn hình của quý vị là 1877 892 6999 một tám bảy bảy để biết thêm chi tiết cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều và bây giờ thì như thường lệ chúng ta vẫn bước qua cái phần đọc comment và thảo luận trước hết thì cảm ơn phản động yêu nước đóng góp cho channel là 20 mỹ kim cùng với là à, cái à, gọi là gia nhập vào làm thành viên của TNP Channel cảm ơn rất là nhiều rồi bây giờ chúng ta bước qua cái à, phần đọc comment của quý vị nha có khi nào chưa Trung Cộng phân hóa Mỹ để đánh Đài Loan không anh? Phân hóa bằng cách nào? Họ gia tăng hoạt động gián điệp từ mười mấy hai chục năm nay rồi Chứ đâu phải mới đây Bây giờ là sự báo động của ông chủ tịch Cái tiểu ủy ban đặc trách về đối phó với Trung Quốc cho biết thôi Còn họ hoạt động gián điệp từ mười mấy hai chục năm nay rồi Thì cái phân hóa như thế nào nha yeah. Rồi tiếp tục à, Lướt qua những cái lời chào hỏi của quý vị à, rồi à, có vẻ à, cái gì đây? À, năm 24 nếu Cộng Hòa nắm lại ghế tổng thống nếu ngừng viện trợ cho Ukraine thì sẽ thế nào? Tôi chưa biết nhưng mà ông Trump nếu ông thắng cử nếu ông thắng cử thì ông có thể sẽ dùng cái ngân sách này để buộc ông Zelensky là phải ngồi xuống nói chuyện với Nga để chấm dứt cuộc chiến. Joe Biden thì không có ý định chấm dứt cuộc chiến. Joe Biden vẫn bơm vũ khí vào trong Ukraine để đối đầu với Nga nhưng mà ông ta không dám ra mặt đối đầu với Nga một cách chính thức. Thì bây giờ năm 24 tôi chưa biết được cuộc chiến Ukraine sẽ như thế nào, nó sẽ từ từ khép lại hay nó sẽ mở rộng qua những quốc gia khác bởi vì hiện nay Ba Lan, một quốc gia của thành viên NATO đã tăng cường hàng ngàn binh sĩ của họ ở khu vực biên giới với Belarus. Và Belarus thì hiện nay đang có 8.000 binh sĩ của lực lượng đánh thuê Wagner có mặt tại Belarus để huấn luyện cho binh sĩ của Belarus. Thì vẫn chưa biết được cái cuộc chiến này nó sẽ diễn ra và nó sẽ kết thúc như thế nào, hay nó còn kéo dài trong nhiều năm. Chúng ta vẫn chưa biết, nha. Rồi, Philippines có sợ Trung Quốc không anh? À, thật sự quý vị, Philippines hiện nay gần như họ thay đổi quan điểm sau khi ông Ferdinand Marcos Jr. lên họ đã cứng cứng rắn hơn với Trung Quốc ở trên quần đảo Trường Sa và ngày hôm qua thì uh, Trung Quốc đã có một hành động rất hung hăng là dùng vòi rồng xịt vào trong cái tàu uh, chở nguyên liệu uh, tức là chở các cái uh, thực phẩm và nước uống và ngăn chặn luôn chiếc tàu tuần duyên của Philippines hành động này đã bị lên án bởi Hoa Kỳ và Úc và tôi nghĩ rằng cái biến động này sẽ bắt đầu dẫn tới sự căng thẳng trên biển đông và hiện nay thì vẫn chưa biết là sự căng thẳng này nó có thể dẫn tới một cái cuộc đối đầu gay gắt hơn hay không nhưng mà binh sĩ của nhật bản và của hoa kỳ cam kết là họ sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra chung với lại lực lượng tuần duyên của philippines sau biến cố này thì tôi nghĩ rằng là khi mà có sự hiện diện của hoa kỳ và nhật bản thì trung quốc không dám làm mẫu theo tôi nghĩ là như vậy nha rồi tiếp tục wow à tại sao xịt nước như những đứa trẻ vậy đánh cho nó một trận thì bây giờ tôi đã nói với quý vị là bây giờ nó xịt vòi đồng tức là một cái hành động rất là hung hăng thì philippines thì họ lên tiếng trước về mặt chính danh mình phải lên tiếng trước đã rồi về mặt kế tiếp là chiến lược đối phó thì lúc đó sẽ có khả năng kềm chế và phía nhật bản ngày hôm nay có lên tiếng họ nói rằng họ sẽ gửi các lực lượng tuần duyên của họ tới khu vực này và phía hoa kỳ cho biết là lực lượng tuần duyên của họ sẽ tăng cường hoạt động chung với lại lực lượng tuần duyên của philippines có nghĩa là bây giờ tình hình của biển đông trung quốc đã bắt đầu gây hấn nhiều hơn nhà trong lúc mà đang có cái hội nghị bắc đới hà tức là bắc kinh cũng đang tìm cách gọi là đẩy lửa ra bên ngoài không muốn cho người ta chú ý tới cuộc đấm đá quyền lực của nội bộ trung quốc ở cái hội nghị bắc đới hà nha rồi tiếp tục <laughs> Trung Quốc nói một đường làm một nẻo Một mặt thì kêu hòa hợp Đằng sau thì hung hăng với người ta Thì quý vị Họ vẫn thúc đẩy cái code of conduct Tức là cái quy tắc ứng xử Quy tắc gì mà dùng vội đồng xích người ta Thì quy tắc gì đây Nói tôi nghe đi Và các quốc gia ở tại khu vực Họ có đồng ý như vậy hay không Một mặt thì anh kêu gọi là Tất cả phải tôn tuân thủ quy tắc là Khi mà xảy ra biến động Thì phải tự kiềm chế và đồng thời không để cho quốc gia khác xen vào. Đó là ý của Trung Quốc. Nhưng mà quý vị thấy rồi đó, đó. Nó xịt vòi rồng nó dùng nước nó xịt nó nó bắn thẳng vào trong tàu người ta luôn. Thì cái hành động này tôi hỏi quý vị, đây là cách quy tắc ứng xử của Trung Quốc hả? Chính điều này nó càng đẩy khối Á châu tách rời khỏi Trung Quốc. Tức là các quốc gia từ Indonesia cho tới Malaysia họ nhìn thấy được là họ sẽ bắt đầu có những phản ứng khác họ sẽ có những phản ứng khác tức là họ từ từ tách rời khỏi Trung Quốc trong khi tàu của Hoa Kỳ xuất hiện ở đây thì không ai nói hết mà cứ tàu Trung Quốc xuất hiện là nó gây hấn thì quý vị đây là cái cách mà tập cận bình chuyển lửa ra bên ngoài nhưng đồng thời cũng là một trong những cái hù dọa với những quốc gia có tranh chấp tại vì khu vực Trường Sa nó đang có sự tranh chấp của năm quốc gia và một vùng lãnh thổ nha yeah. Mỹ đưa tàu chờ đưa lính thủy quốc lục chiến lên tàu thương mại anh nghĩ Trung Cộng sẽ bắt trước với lý do chống cướp biển không không cần tại vì tất cả tàu ngư phủ của Trung Quốc đều là PLA hết do đó tại sao Hoa Kỳ cách đây mấy năm họ khẳng định các cái tàu ngư phủ của Trung Quốc là lực lượng bán quân sự nó gọi là semi military là bởi vì những thành phần mà đánh cá của Trung Quốc thật sự nó không phải là ngư dân thật nó không phải ngư dân thật mà nó do PLA đội lốt, tức là lực lượng quân đội Cộng sản Trung Quốc đội lốt. Bây giờ nó có ngang mặt ở khắp nơi quý vị, ở Biển Đông, ở Nam Thái Bình Dương và ở Biển Trung Mỹ và, là, và Nam Mỹ nữa. Lực lượng này là lực lượng bán quân sự của Trung Quốc. Tàu đánh cá theo luật của Trung Quốc thì à, gọi là tư nhân không được phép sở hữu vũ khí. Nhưng tất cả các tàu đánh cá của Trung Quốc đều trang bị vũ khí. Thì nó không phải là tàu của tư nhân nữa mà nó là tàu của chế độ cai trị và của lực lượng Pleole nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À Hoa Kỳ là vẫn là quốc gia có quân đội là quân lực mạnh nhất, à, không có quân đội nào mạnh hơn Hoa Kỳ cho đến ngày nay. Ok, thật sự quý vị, cái này là ranking thôi. Tôi đã nói quý vị, ranking thì sao cũng được hết. Mặc dù bây giờ nó nói là ok, hải quân Hoa Kỳ đứng đầu. À, Trung Quốc đứng nhì, Nga đứng thứ ba. Cái đó là họ sắp theo con số ranking thôi. Chứ quý vị tin vào cái này cũng không nên tin. Có điều là tờ South China Morning Post cho thấy rằng có tới 5 quốc gia trong số 7 quốc gia mà có cái lực lượng quân hải quân mạnh nhất ở khu vực là Á châu. Là Á châu trong đó quý vị thấy nè, Indonesia, Nhật Bản, Ấn Độ, rồi Nam Hàn. Và quý vị thấy rồi đó Trung Quốc thì năm quốc gia này là có cái lực lượng quân sự mạnh nhất cái lực lượng hải quân mạnh nhất ở châu mạnh nhất thế giới luôn thì trong số đó thì Ấn Độ là đứng hàng thứ bảy Nhật Bản đứng hàng thứ sáu Nam Hàn đứng hàng thứ năm thì quý vị Indonesia đứng hàng thứ tư thứ ba là Nga thứ hai là Trung Quốc thứ đầu đầu tiên là Hoa Kỳ nhưng mà cái này giống như tôi nói nó là ranking thôi nó là ranking thôi Hoa Kỳ sẽ dĩ đứng đầu Là bởi vì Hoa Kỳ có cái lượng hàng không mẫu hãm Đứng đầu thế giới Không nước nào nhiều bằng hết Thứ hai Cái lượng tìm, thủy định nguyên tử của Hoa Kỳ Cũng đứng đầu thế giới luôn <laughs> Nhiều hơn Nga Nhiều hơn Trung Quốc Nhưng tàu chiến của Hoa Kỳ Tổng cộng hết chỉ có 298 chiếc thôi Trung Quốc gần 400 chiếc Do đó Xét về con số Xét về vũ khí Xét về uh, 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 Số lượng quân thì có thể là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga đứng đầu đó Nhưng mà giống như tôi nói Cuối cùng thực chiến quyết định tất cả Không phải là quốc gia đứng đầu là giỏi đâu đó Cuộc chiến của Nga tại Ukraine Nga đứng hàng thứ ba trên thế giới Mà đánh Ukraine trong vòng một năm mấy nay đánh chưa xong Đứng hàng thứ ba trên thế giới Chú vị trong cái ranking 25 quốc gia đó Đâu có Ukraine Trong 25 quốc gia đứng đầu thế giới đó Đâu có Ukraine đâu Pháp đứng hàng thứ 8 Anh đứng hàng thứ 9 Nhưng mà quý vị Cuối cùng thì Nga đứng hàng thứ ba đó Nga có tấn công nổi Ukraine đâu Do đó tôi nói những cái ranking này Nó chỉ cho chúng ta đọc thấy ồ tại Bởi vì nó có số lượng nhiều Vũ khí nhiều Nhưng mà cuối cùng thực chiến vẫn quyết định tất cả Nha Rồi tiếp tục Wow lướt qua một số cái đọc rồi nha À hy vọng hậu vệ Kennedy thắng bầu cử sơ bộ đảng dân chủ nếu ông Trump thua ít nhất Kennedy xây dựng lại giá trị truyền thống đảng dân chủ khó lắm bây giờ ông bị cô lập ông bị đảng dân chủ cô lập thì có nhiều thành phần ôn hòa ủng hộ cho ông nhưng mà thành phần ôn hòa trong đảng dân chủ chiếm không nhiều mà cái thành phần trẻ cực tả rất là nhiều do đó tôi không nghĩ là ông Robert Kennedy chưa ngờ thắng có điều nếu như ông tách ra khỏi đảng Dân Chủ và trở thành một ứng cử viên độc lập Thì tôi bảo đảm quý vị, ông Trump thắng xiền luôn Bây giờ đảng Dân Chủ lo nhất là à, uh, Robert Kennedy Jr. tách ra đứng riêng một mình để mà tranh cử Thứ hai là đảng No Label, Trong đó người ta tiềm năng, người ta nghi ngờ là ông Joe Machine có thể sẽ chuyển qua đảng độc lập Và gia nhập vào đảng Labour để ra tranh cử nếu hai người này mà ra tranh cử thì Joe Biden không còn cửa nữa. Họ chia phiếu của Joe Biden hết rồi. Joe Biden sẽ thua thảm hại luôn và ông Trump sẽ thắng. Và mấy bữa nay quý vị, Trung ương Đảng Dân chủ đang báo động là bởi vì Đảng No labor, mặc dù Đảng No labor chưa tuyên bố ra tranh cử, nhưng mà Đảng Dân chủ đang lo sốt phó. bởi vì cái người mà đại diện cho đảng dân chủ của đảng độc lập đảng no labor đó ở arizona đó có thể là ông Joe Machine. Bởi vì ông đã xuất hiện trong cái uh, buổi gây quỹ cũng như là buổi nói chuyện với lại đảng Labour rồi. Và điều này đám dân chủ bắt đầu đánh lô tô. Tại vì nếu Joe Machine mà ghi danh độc lập rồi tới uh, Robert Kennedy mà bị ép tới mức mà ông phải ghi danh độc lập không còn là đảng dân chủ nữa đó quý vị. Thì tôi bảo đảm với quý vị Joe Biden gọi là thua gọi là té khói luôn. Thua té khói luôn. Tại vì hai người này chia phiếu hết rồi. Khối phiếu đó ôn hòa là nó dồn qua hai người này hết rồi. bên anh chỉ còn lại cái nhóm cả huynh tả thôi. Thì không đủ phiếu. Không đủ phiếu. Do đó ông Trump thắng xiền. Ông Trump thắng xiền luôn. nha yeah, Nếu ông Trump đại diện cho đảng Cộng hòa. Rồi tiếp tục. À, wow nhật bản có thể tuyên bố an ninh của philippines là an ninh của nhật không giống như họ làm với đài loan hơi xa một chút xíu nhưng tôi nghĩ rằng là sẽ không xa lắm đâu tại vì nhật bản vẫn có một cái khu vực à, gọi là xe với philippines và đài loan ở cái basi channel nếu mà tôi mở cái bản đồ lên thì quý vị sẽ thấy là cũng không có gọi là xa lắm đâu mà tôi nghĩ rằng trong thời gian tới quý vị ở trên bản đồ quý vị thấy đây là philippines đây là cái basi channel giữa philippines và đài loan quý vị thấy tôi rung gần vô thì quý vị những đảo này của Nhật kiểm soát nằm cũng gần gần Philippines. Do đó, nếu mà Philippines bị đe dọa thì có nghĩa là đe dọa trực tiếp tới Nhật Bản luôn. Do đó thì tôi nghĩ rằng trong cái tập bạch thư quốc phòng sắp tới ở năm 24 thì có thể rằng là Nhật sẽ nói rằng an ninh quốc phòng của Philippines cũng là an ninh quốc phòng của nước Nhật. Bây giờ thì Đài Loan tại vì Đài Loan quá sát. Do đó thì phía bắc của Philippines Quý vị thấy đó nằm rất gần với lại phía Nhật Bản luôn. Do đó thì tôi nghĩ không xa lắm đâu nha. Rồi à Nga kết hợp với Trung Cộng và Bắc Hàn rất nguy hiểm. Dạ. Đó là nguy hiểm nhưng mà cái nguy hiểm đó là cũng tốt. Nó đẩy thế giới lưỡng cực. Tức là ai muốn đi theo cộng sản, độc tài hay là xã hội chủ nghĩa thì cứ việc đi theo Trung Quốc, Nga và à, Bắc Hàn còn những quốc gia nào muốn phát triển kinh tế thoải mái vô giới hạn để người dân mình được thịnh vượng hơn thì đi theo khối Tây phương đi theo khối Tây phương thì được thịnh vượng hơn vậy thôi nha nếu trường hợp lính đánh thuê Wagner tấn công Ba Lan hoặc một nước nào thuộc NATO thì có được coi là nga trực tiếp tấn công Hoàng Phong Cảm ơn anh không lính đánh thuê tại vì trên nguyên tắc nó là nhóm Wagner và cuộc binh biến vừa rồi họ đã dời tổng đàn của họ qua Belarus do đó nếu họ tấn công thì họ tấn công từ lãnh thổ nước nào thì nước đó chịu trách nhiệm. Tức là Belarus. Tức là Belarus sẽ chịu trách nhiệm chứ không phải Nga. Có điều trước đó tổng thống Nga lại tuyên bố đụng tới Belarus là đụng tới nước Nga. Thì nó có cái mối dây liên hệ này thì vẫn chưa biết nhưng hiện nay thì à, phía Ba Lan rất đề phòng cái nhóm à, lính đánh thuê này. Có thể nói là rất đề phòng họ không biết được là cái nhóm lính đánh, đánh thuê này sẽ xâm nhập vào biên giới hay không. phía Ba Lan đã tăng cường cả ngàn binh sĩ rồi và phía của Lutia cũng như là Latvia, Estonia họ cũng tăng cường cái uh, biên giới của họ rồi bởi vì họ rất e ngại. thì bây giờ vẫn chưa biết như thế nào để xem coi cái tình hình nhóm Wagner này nó sẽ dừng chân ở đó hay nó sẽ có những cái uh, hoạt động kế tiếp nha. rồi tiếp tục Ok rồi à Giá như ông Trump tự ân xá cho mình Giờ gặp rắc rối nhưng ông phải đầy bản lĩnh Không sợ gì cả và không ân xá cho mình Thật sự quý vị Đó là một trong những cái mà Ông muốn chứng minh Là nếu một tổng thống không làm sai Thì không cần ký ân xá cho mình Cái đó là cái quan niệm của ông Trump Nhưng mà cái đó thì đối với các đời tổng thống họ tự bảo vệ cho họ ngay cuối cùng trước khi rời khỏi nhiệm kỳ người nào cũng tự ký ân xá để mình được miễn trừ. Riêng ông Trump thì chỉ dựa vào hiến pháp thôi. Hiến pháp vẫn có những cái luật miễn trừ cho tổng thống. Nhưng có những cái không được miễn trừ, thì các đời tổng thống trước họ ký ân xá cho họ để mà được miễn trừ toàn diện. Ông Trump ông không ký, cho nên bây giờ ông gặp rắc rối pháp luật rất là nhiều. Nhưng cũng tốt, đối với tôi đó là điều điều tích cực để cho chúng ta thấy được những cái lỗ hổng pháp luật mà Đảng dân chủ lợi dụng để tấn công đối thủ thì từ từ chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Đó, quý vị thấy là Đảng Cộng hòa đã đưa ra cái phần gọi là chống vũ khí hóa trong hệ thống chính quyền Liên bang. Có nghĩa là mai này việc bổ nhiệm những người vào các cái vị trí của Liên bang sẽ được cứu xét cẩn thận và phải bảo đảm rằng họ không có khuynh hướng chính trị. Nếu họ có khuynh hướng chính trị thì họ sẽ bị đưa vào cái danh sách bị giám sát tức là phải tuân thủ những quy tắc khác còn những người mà lên bằng chuyên môn mà không có khuynh hướng chính trị thì họ sẽ điều hành quân máy đó là cách mà nước mỹ điều chỉnh tất cả những cái lỗ hỏng của mình thì nhìn từ bề ngoài thì chúng ta thấy thiệt thòi cho ông trump nhưng nhìn về đường dài cho nước mỹ thì chúng ta thấy nó là một cái điều lợi lớn tất cả những cái trò lạm dụng chính quyền liên bang chính trị hóa trong đó vũ khí hóa trong đó sẽ bị chấm dứt đó là cái mà tích cực mà chúng ta nhìn thấy được nha rồi à rồi cảm ơn các bạn thích nghe chương trình của tôi ok à, cho phong nói một cái này luôn là tuần rồi thì à, có một số những cái chương trình à, hiếu tên nhật ký cũ của phong từ năm hai nghìn bắt đầu tuần rồi đó là phong sẽ cho rì up lại để cho mọi người có được cái bức tranh rõ nét về những gì ông trump điều hành quốc gia trong năm hai nghìn 20 tám chín hai mươi thì bởi vì à, thứ nhất có nhiều người vẫn chưa hiểu và thứ hai là có nhiều khán giả mới sau này mới vào channel của Phong. Do đó thì họ đi kiếm cái clip cũ khó thì bây giờ bắt đầu từ cuối tuần mỗi cuối tuần Phong cho re-up một số những cái clip này để cho những khán giả hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra năm 2018, 19 và 20 và từ đó quý vị có thể nhận định được đối chiếu so sánh với bây giờ. Đó là cái à, cái thông báo thứ nhất của Phong. Cái thông báo thứ hai là trong một tuần lễ vừa qua thì cái hệ thống báo động của Youtube tôi không biết lại có vấn đề gì nó lặp lại giống như là năm 21 quý vị còn nhớ mà khi mà tôi mở một cái channel phụ không thì quý vị nó lại không thông báo nhiều người không nhận được thông báo chính thức cái, à, cái báo của Youtube khi mà tôi live stream vào buổi sáng do đó quý vị nếu được thì quý vị share cái live stream này ra cho nhiều người khác để họ biết được. À quý vị có thể share trên Facebook, quý vị có thể share ở trên uh, uh, Instagram hay là bên uh, X platform để cho những người khác họ biết được. Tại vì trong một tuần lễ này đó thì uh, người em báo cáo cho tôi biết là vẫn bình thường. Nhưng mà nhiều khán giả đã không coi được cái chương trình livestream của tôi. Do đó thì mong rằng tất cả những khán thính giả đang xem livestream này quý vị giúp tôi là share ra nhiều để cho những cái người mà bị à, họ nhiều khi họ không có biết họ cứ chờ cái chuông báo trong khi những người quen rồi á, thì họ vào thẳng channel của tôi thì họ thấy được cái livestream còn những người mà chờ cái chuông nó báo thì nó lại không báo cho nên nhiều người đã bị không coi được và họ coi lại nhiều hơn do đó nếu giúp được tôi thì tôi mong là quý vị giúp tôi là share cái livestream này ra nhiều một chút để cho những người mà họ không có cái nút báo đó họ biết được nha rồi tiếp tục, à, an ninh quốc phòng của Đài Loan không chỉ là an ninh quốc phòng của Nhật mà còn là an ninh của nền dân chủ toàn Á Châu. Trên quy tắc thì Đài Loan được ca ngợi là một nền dân chủ biểu tượng của Á Châu. Tại sao Nhật không bị xem là như vậy? Và tại sao à, Nam Hàn không bị xem là như vậy? Mà Đài Loan, quý vị trả lời tôi nghe đi. Tại vì đảng dân chủ cấp tiến đang cầm quyền đảng dân chủ cấp tiến về quy tắc họ là đảng cánh tả cho nên nó được ca ngợi còn bên nhật quý vị bên nhật đó là đảng bảo thủ nam hàn bây giờ cũng là đảng bảo thủ nắm quyền cho nên nó không ca ngợi đảng bảo thủ mà nó ca ngợi đảng cấp tiến chính vì vậy nó coi là cái nền dân chủ quá châu nhưng thật sự không phải nam hàn nhật bản đều là cái gốc dân chủ cả nhất là nhật bản Nhật Bản đã có lâu hơn cả Nam Hàn Nam Hàn với Đài Loan Bắt đầu chuyển qua dân chủ Từ giữa thập niên 90 Nhật Bản đã có một nền dân chủ từ lâu Nhưng tại sao Họ không ca ngợi Nhật Bản Và bây giờ là Nam Hàn Mà họ ca ngợi Đài Loan Thì quý vị Đó là ngôn ngữ của đám cánh tả Nha Rồi tiếp tục à Lúc này không có trực tiếp buổi tối Tức là chỉ buổi sáng ở Việt Nam không. Tôi chỉ làm vào buổi sáng ở bên Mỹ, tức là buổi tối ở Việt Nam thôi. Còn tất cả chương trình đó đều là upload hết. Chỉ có <laughs> buổi sáng là cái chương trình 6 giờ rưỡi tin tổng hợp của tôi. Và cuối tuần là tán gẫu với lại vô đề. Lúc 7 giờ sáng giờ của Cali đó là tôi làm trực tiếp thôi. Còn những cái chương trình buổi tối là tôi bỏ cái livestream đó rồi. Tại vì quý vị đó thấy quý vị thấy rồi đó tôi vừa thông báo đó là cái live stream của tôi bây giờ đó nó còn không báo cho khán giả tôi biết nữa tôi có gần nửa triệu subscriber nhưng mà nó báo ra chưa tới 10.000 người tức là tôi không biết là do cái hệ thống robot nó có vấn đề hay là những nhân viên của YouTube lại bắt đầu chơi trò cũ tìm cách giảm cái sự approach của tôi với khán giả tại vì mùa bầu cử sắp tới rồi họ lại chơi cái trò này giống như năm 2021 rồi 20 rồi thì tôi không biết nhưng mà rõ ràng những cái live stream bây giờ của tôi gần như là nhiều khán giả không nhận được. Đó quý vị thấy từ mười mấy ngàn một lúc thời 2020, hai 20 mươi mấy ngàn người, gần ba chục ngàn người coi trực tiếp. Rồi cái năm 21 nó giảm xuống thì còn được mười mấy ngàn. Bây giờ quý vị thấy còn chưa tới mười ngàn người coi nữa. Tức là cái hệ thống chuông báo của Youtube. Tôi không biết là vấn đề do kỹ thuật À, nó bị trở ngại cái robot hay là sự cố tình. Thì mình vẫn làm thôi. Thì mình vẫn làm thôi nhưng nó đã không báo ra nhiều. Do đó tôi mới kêu gọi quý vị là giúp tôi share cái livestream này ra bên ngoài. Tôi, những cái chương trình upload của tôi họ coi lại được. Nhưng mà riêng cái chương trình livestream của tôi đó là lúc được lúc cái. Do đó nếu được quý vị giúp tôi cái điều này thì tôi rất là cảm ơn quý vị nha yeah. rồi cảm ơn tú nguyễn đóng góp 10 đồng canada theo anh nói à plan obama à, ông biden à, là gì ân xá cho tổng thống trump rồi mới ân xá cho hunter biden vì tổng thống trump có quyền từ chối ân xá không à plan của đổ vỡ no cái từ chối có quyền từ chối nhưng mà thật sự quý vị nó đã thắng rồi chứ không đổ vỡ đâu nếu thật sự đi cái kịch bản này thì quý vị, bây giờ quý vị nghĩ đi, ông Trump sẽ bị kết tội vào tháng 6. Tức là phải ở tù. Rồi cái tội tới tháng 10, cho Biden chơi cái trò xỏ lá, ký ân xá trong trong. Thì quý vị, khối phiếu của tháng 10 nó sẽ dồn qua cho Biden đó. Tháng 11 bầu cử. Thì nó chơi xỏ lá cái này đã why cái đám bộ tư pháp nó đòi hỏi là phải xử cái vụ này trước tháng 6 trong khi đó thì luật sư của ông Trump nói no, đây là cái vụ án lớn và nó liên quan tới bầu cử. Nó sẽ kéo dài cả năm qua khỏi luôn của qua khỏi luôn cả cái mùa bầu cử luôn. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà đám dân chủ và Obama muốn chơi. Tức là nếu mà nó không chặn được ông Trump ra tranh cử thì nó sẽ giới hạn cái mức độ vận động tranh cử của ông Trump bằng cách nhốt ông vô tù nhốt ông vô tù để giới hạn cái cuộc cuộc vận động tranh cử của ông và thứ hai là nó sẽ dùng cái việc mà ân xá này giống như một thứ ân huệ ban phát cho kẻ đối lập để nó để nó hốt phiếu cái trò đạo đức giả này đó nó xảy ra nhiều lắm quý vị tôi gọi là trò đạo đức giả đó thì có thể nha rồi tiếp tục à không những không báo mà em search lên tên anh trên YouTube vẫn không thấy em phải thoát ra YouTube rồi lại mới kìm thấy được like của anh cảm ơn rất là nhiều thì à, tại vì tôi cũng không biết lý do tại sao có điều là nếu được quý vị giúp tôi là share nó ra share nó ra thật nhiều càng nhiều càng tốt để cho những người không thấy họ thấy được cái livestream tại vì tôi cũng không biết là nó bị hơn một tuần lễ này rồi hơn một tuần lễ này rồi thì tôi vẫn làm bình thường nhưng mà somehow thì nó lại không có đến tận tay của người. Trong khi đó mình đang có gần nửa triệu subscriber. Mà quý vị còn nhớ năm 2021 21 không? Một cái là một cái like buổi sáng của mình công là hai mấy ba chục ngàn người. Bây giờ nó giảm. Cái bên vị Cram quý vị dùng chữ gì? Tương tác ha. Nó giảm thì cái này là có thể là cái thủ thuật của Youtube. Có chủ ý của một số. Youtube thì họ không có chủ trương này. Nhưng những nhân viên làm việc cho họ những nhân viên làm việc cho họ tại Bruno ở San Francisco hầu hết <laughs> hầu hết họ đều theo khuynh hướng cấp tiến và cánh tả. Cho nên những người bảo thủ như chúng tôi bị giới hạn rất nhiều. Một là họ chặn tất cả những cái video chúng tôi không ra ngoài được. Hai là họ dùng những cái thủ thuật để mà họ đưa tôi và chúng tôi vào trong cái robot nó gọi là à, thanh lọc. Tôi tạm gọi là thanh lọc đó làm cho cái uh, video này nó không có tới tận tay nhiều người được và nó bị giới hạn thì cái này có thể là do những cá nhân trong YouTube nó lợi dụng cái chính sách cộng đồng để nó giảm cái uh, sự uh, uh, gọi là cái những cái bài nói chuyện của tôi hay những cái tin tức của tôi bởi vì mình thuộc vạn dạng cánh hữu mà nhân viên của YouTube ở trên San Francisco thì các vị thấy rồi đó 99% là bên cánh tả tôi nói là 99% luôn ở Bruno ở tại San Francisco đó do đó mình cũng chả làm gì được hết tại vì cái platform này của người ta không phải của mình mình muốn tiếp tục phát hình thì phải chấp nhận thôi có điều là cái hay nhất là quý vị giúp tôi để chia sẻ nó ra share nó ra là cách tốt nhất tại vì đây là cách mà chúng ta duy trì và cho tới khi nào có cái tình hình nó thay đổi đi tức là tôi hy vọng 2024 đảng cộng hòa kiểm soát lại lưỡng viện cộng với ghế hành pháp thì chúng ta có thể buộc các công ty này phải tuân thủ luật chơi. Phải tuân thủ luật chơi bởi vì đúng, đây là platform riêng của họ, nhưng platform này của họ đang nằm trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Do đó, họ phải tuân thủ luật của Hoa Kỳ. Hy vọng rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái đạo luật truyền thông năm 1996 để buộc các cái công ty này phải chịu trách nhiệm nhiều hơn và à, họ thì họ tôi nói quý vị là tôi không nói công ty những công ty này có chủ trương đó nhưng những nhân viên làm dưới quyền của những công ty này nó sử dụng tất cả những cái quy tắc cộng đồng để nó tăng cường cái sự bức hại những nhân viên làm ở trong đây họ có ý đồ chính trị hết nha yeah. rồi tiếp tục vào wow phải vô thẳng channel của anh mới thấy được trực tiếp, không hề thấy báo. Do đó tôi nói quý vị là giúp giùm tôi cái việc mà share nó ra, share trên Facebook, trên Instagram, trên uh, platform X cũng được để cho mọi người thấy nha. Rồi tiếp tục à hoặc là quý vị cái hay nhất quý vị thử giùm tôi là trong cái cái phần mà subscriber đó, quý vị bấm in subscribe. Sau đó quý vị bấm subscribe lại lần nữa. Để coi coi nó có thay đổi hay không. Tại vì tôi không biết bây giờ là do cái robot của họ hay là họ có chủ ý. Mà tôi không nghĩ chủ ý đó là từ từ cái tổng công ty. Mà tôi cho rằng là một số nhân viên của Youtube. Họ đang lợi dụng cái vị thế của họ. Để tìm cách giảm bớt cái tầm ảnh hưởng và cái cái tin tức của những người mà đi theo cái khuynh hướng ngược lại với họ. Tôi nghĩ là như vậy thôi. Cái đó là cái chủ quan của tôi thôi. nhà Chứ không phải là cũng là, là chính xác. Tuy nhiên thì cái hay nhất để mà giúp được tôi cái chuyện này cứ bị làm theo kiểu đó ok rồi tiếp tục à trong channel của chú con click chuột phải nó cũng thông báo là không tìm thấy hiện luôn đó chú thì tôi cũng không biết nữa thì à, để coi như thế nào nhưng mà tôi cũng tôi cũng cố gắng làm chương trình mỗi ngày cách hay nhất là cứ bị vào thẳng channel của tôi rồi cứ đúng giờ làm à, 6 ba 30 sáng từ thứ hai tới thứ sáu là tôi livestream và ngày thứ bảy chủ nhật là 7 giờ sáng thì bây giờ tạm thời á, là cứ vị cái canh đúng giờ vào thì tôi biết là bên Hilton tinh thì họ biết tại cách tôi chúng tôi hai tiếng nhưng bên việt nam thì tôi không biết có điều là cách hay nhất quý vị giúp tôi cái kiểu này để mà giúp cho những người mà họ không có được cái cái cái, vào được cái channel của tôi đó giúp cho họ và hướng dẫn cho họ giùm tôi bởi vì tôi không biết cách nào để hướng dẫn quý vị coi nhiều hơn quý vị rành hơn tôi thì quý vị giúp được nha Rồi cảm ơn tất cả các thính giả Đã theo dõi cái chương trình Thời sự mỗi buổi sáng của Phong Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả Ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp Của TNP Channel Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả các thính giả Và chúng ta gặp lại sau Bye bye